Rồi em xin chào tất cả anh em nghe anh em. Hồi sáng tới giờ em lo vệ sinh cái bình xăng con với cái củ đề. Bởi em phải đợi cho mọi thứ khô ráo rồi em mới chụp ảnh lại. Thì hôm nay là em có tất cả các chi tiết của một full một bộ bình xăng con quay thái trong 10 đời 2000. Bộ 2000 bữa hổm khác nha anh em, cái này khác nữa nha. Để tí xíu nữa em quay cho anh em coi. Em đã gỡ ra vệ sinh. Cái bình xăng này á là em dễ gỡ ra em vệ sinh từ trong ra ngoài luôn nghe anh em nha. Bình xăng này là em gỡ ra em vệ sinh từ trong ra ngoài luôn. Đó, nói chung bình cũng còn cánh 7 màu nè anh em thấy không? Em gỡ ra em vệ sinh từ trong ra ngoài luôn. Sau video á, bài em đăng lúc nào cũng vậy, sau video á là em có hình ảnh chi tiết cho anh em bình này mã số 24 nha. Bình này đời 2000. Đời 2000 anh em, 7HAA. Bình đời 2000. Bình quay thái 110 đời 2000, nước da ok đẹp. Nước da ok đẹp nha anh em. Ha. Cái bát là còn 7 màu luôn nè. Ha, thấy không? Cái bát là còn 7 màu luôn. Tất cả chỉnh tề. Em đã chụp tất cả chi tiết bên trong của bình xăng cho anh em coi rồi, bình tình trạng không đóng bông tu, cháy ga đẹp. Đó. Thì em vệ sinh á, khi em vệ sinh á là em gỡ ra như vậy hết luôn nè. Co boe đồ nè, sạch sẽ hết luôn nghe anh em. Cổ dê đồ, co xăng, đặc biệt bình này lại là nó nữa nè, lại gặp nó nữa nè anh em. Co xăng 99 nè anh em thấy không, co xăng 99 trên thị trường hiện cả tại người ta bán 200-250 ngàn một cái nghe anh em, luôn phíp đen này nè. Thì tại vì mình bán full bộ là phải có phíp đen mới gắp được cho anh em nghe anh em, không có ốc co dưới nha, chỉ có ốc co trên nha, mua sau bán vậy anh em thông cảm cho em. Em báo giá ngay từ đầu video luôn, full bộ bình xăng con rồi nè, full bộ em bán giá 1,7 triệu đó, em không bớt nha, tại vì bình này anh mua mắc lắm, tại vì bình này trái ga whip lắm. Bây giờ em cho anh em coi trái ga trước, tại cái điện thoại của em nó cùi á, cho nên bắt buộc em phải ngồi ngoài nắng như nè em quay clip. Cái dòng iPhone này nó ngộ lắm, em phải xài iPhone cùi mía là anh em phải đầy đủ ánh sáng quay nó mới nét. Điện thoại em cùi cho nên em cố gắng chịu ở cái thời tiết khắc nghiệt chút. Trái ga kim đốt zin nha anh em. Rồi bắt đầu vô nè, trái ga nè anh em thấy không, có liếm đây miếng chưa trắng nè anh em thấy không. Rồi coi cho kỹ nha anh em nha, tại bộ đồ tiền triệu thì anh em phải cố gắng coi đó, chỉ một chút xíu ở đây thôi nha anh em, còn lại là trái ga đang thùi lùi luôn nha đó, anh em coi cho kỹ giúp em nha. Nè, chỉ một chút xíu ở đây thôi, còn lại trái ga đang thùi lùi luôn. Kim đốt zin nè, cái ga zin H2C nè. Đó. Bao anh em garanti thì thầm. Bình xăng con nè, bình xăng con mã số 24 nè, đây. Bình xăng con này em đã vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài, nước da khá đẹp. Cái bát còn cái bát của dây kéo e còn 7 màu. Ha. Ở đây nè, cái họng này em vệ sinh chưa sạch nữa nè, chưa kỹ nữa nè. Nè, thấy không? Chưa kỹ nè, nhưng mà không sao anh em. Em xúc rửa bên trong sạch hết rồi. Cái chỗ này nó không quan trọng đâu. Nhưng mà nó hơi mất thẩm mỹ xíu thôi. Anh em nào muốn thì em vệ sinh lại. Đẹp hết nha anh em nha. Bình xăng này tổng thể rất là đẹp. Lò xo nè. Đó, trái ga thì em cho anh em coi hồi nãy rồi. Nè, cái co boe nè, anh em thấy không? Gỡ ra là phải sạch hết. Hai cái lỗ tai trên boe nè. Một bên R nè, một bên L nè. Đó. Phải sạch từ trong ra ngoài cho anh em lọc gió theo xe nè, anh em thấy không? Cái lọc gió còn đẹp ghê không? Đó. Lọc gió theo xe nha anh em. Lọc gió còn đẹp thế ghê luôn đó. Tại sao em bán mắt? Mắt nó cũng có cái giá trị của mắt chứ phải khơi khơi bán mắt đâu. Nè. Từ trong ra ngoài. Về là chút xíu nữa em gáp cho xong là về anh em chỉ việc lắp thôi. Full bộ bình xăng này em bán giá 1,7 triệu. Em không có bớt nha. Anh em nào mến hú em, tại vì bộ bình xăng này em mua mắc quá em bớt không nổi.
cục này cũng phải sạch luôn nha, sạch tới trong luôn á đó. Em không có dám nói là mình ơn em mới làm được chuyện này, rất là nhiều người làm được, nhưng mà em nói khi mà em đã làm là em làm cho nó tới nơi tới chốn cho anh em về việc lắp cho nó an tâm. KFLK rồi, ok, full bộ bình xăng này em dán bán giá 1,7 triệu, anh em nào mến hú em nha. Cái bát này đẹp quá anh em, còn 7 màu luôn. Bình xăng này nước da nó đẹp anh em ơi, không có bị da cóc. Nhiều bình nó mình rửa ra nó bị da cóc nhìn thấy gớm chết. Đẹp quá. Mã số 24 nha anh em. 7HAA bình 2000. Rồi em chào anh em nha, anh em nào mến hú em nha.